Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu bạn một khu rừng tràm của các bạn nhé. Đây là khu rừng tràm, cây cũng khá là to. Có khu rừng này đã có rất lâu. Rừng tràm này người ta đã tràm này khá là cao ạ. Đây các bạn ạ. Chốt vót khá là cao. Thank you.
Ok, đã hết rồi. Xin chào các bạn.